Xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn á. Chào anh em nha. Hôm nay ba anh em mình hẹn gặp tại cầu Mỹ Lợi. Bữa nay đi chuyến bầy sáo đen nha các bạn ơi. Bầy sáo đen đông lắm. Trời bão gió gì đâu, gió quá gió các bạn. Hiện nay mình đang đứng trên cầu Mỹ Lợi nha. Đó, cái cầu này cao quá, gió hì hì luôn nha các bạn ơi, đã lắm. Các bạn nào mà có qua cầu Mỹ Lợi đứng ghé lại đứng coi gió nó thổi thì đã lắm. Trời này bão nữa. Ở đầu video vậy cũng xin chúc sức khỏe anh các cô chú anh chị và các bạn. Một ngày mới vui tươi và tràn đầy hạnh phúc nha. Xem kênh mình cho mình một đăng ký kênh. Một like, một share nha các bạn. Để mình có cái động lực để làm những video tiếp theo nha. Đó thì đây cái cầu đây các bạn. Về cảnh đêm khuya. Đó, thành phố rồi các bạn. Các bạn nhìn thấy thành phố không? Đó, đèn đó là thành phố nha các bạn. Đứng trên cầu với lại là nhìn thành phố gần lắm các bạn ơi. Nhìn xa lắm. Đó, hôm nay mình chuyến bầy sáo nâu này đông lắm nha các bạn. Các bạn đón xem nha. Đó, bầy sáo đen. Lộn. Bầy sáo đen đông lắm, các bạn đón xem các bạn ơi. Thôi chừng nào tới địa điểm mình quay cho các bạn xem. Rồi giờ tới chỗ điểm rồi các bạn ơi. Mình vừa làm lưới xong nha các bạn. Đó, quá đẹp nha. Còn ở đây là vuông tôm của người ta nha các bạn. Đó, vuông tôm các bạn ơi. Đó, mình với anh Quân vừa chạy lưới xong. Còn anh Phấn rồi, qua bên kia quánh chim nha các bạn. Chim sắc ô. Xuống đây mình bào luôn mà. Đi đường xa các bạn ơi. Đó các bạn thấy không, vuông tôm bạc ngàn. Vuông tôm không. Ở đây vuông tôm dữ lắm nha các bạn. Ngày bài sáu này ngày hôm qua đại ca nó thấy mấy chục lần nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem nha. Cho mình một đăng ký nha các bạn. Mình có cái kênh mới là dạng quan giả các bạn ơi. Qua kênh mới mình ủng hộ mình nha. Ủng hộ mình cho nó nhiều nhiều anh em xem đi. Rồi mình mở game show cho các bạn chơi. Đây săn của mình đó, đẹp không? Bãi này là săn đẹp nha. Quay hơi tối mong các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi chừng nào sáu về mình quay cho các bạn xem.
con này nó dí đá, con kia kìa, hai con kia nó sợ kìa, hai con đen các bạn ơi. Đây hai em đen nha các bạn, mòng thừ lừ luôn, quá đã. Ba con các bạn ơi, ba con đen các bạn ơi, đã quá các bạn ơi, quá đã các bạn ơi. Bạn ơi, ba em nữa nha các bạn, quá đã các bạn ơi, dễ ăn quá các bạn ơi, ba em đen nữa nè, đã không? Ồ, ba em nha, quá đã các bạn ơi. Một bay. Tám em các bạn ơi, tám em nghe các bạn nè, tám em nghe, tám em sành quá đã. Không quýnh bầy bò đó còn bay không? À còn.
này em đen nữa các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Con đen nữa các bạn ơi, quá đã các bạn ơi, thấy dễ ăn không, quá đã. Má dặn chứ, bữa đi quánh ở trên trên ấy đó, một em nữa bạn ơi. Hả? À. Ông bỗng bị dính Covid đến ai? Hả? À. Không á, dính gì dính là ca rồi dính hết rồi. Ông bị dính à? Ờ, ông bỗng về ông bị dính là phải cách ly rồi chứ bộ. Dính là ca rồi dính bữa đó cà chua dính luôn. Ca dính là ca rồi chạy về test. Xong mua thuốc cho ông tiền uống. Con tiền uống ngừa sao nó không dính luôn ấy. Nó cũng nằm đó, nằm đi bì đó. Cái hôm sau nó dính đó là cái hôm mà nhậu đó. Ai giờ đi hết cả đám luôn. Bỏ tay ổng dính đâu mà. Ai? Một sáu bị dính rồi. À, ổng bà ổng bà bị cách ly đâu mà. Ông bị cách ly đó. Ở chỗ này ông bỏng, ông lên trong, trong ngày ông về. Ăn con này, ăn con. Trời ơi, ta mất con rồi ta. Lọt gách ra nha các bạn, đen thù lùi luôn. Rồi nào, đen thù lùi luôn bạn ơi. Mồng cao luôn, đã quá, quá đã. Đâu rồi? Đó, đậu một chút nha, xanh rồi. Cây á. Có hai có.
cò này là quấn rồi vô rồi đó, quấn rồi vô rồi đó. Chả chết. Như mít chín nha các bạn ơi, đen nữa các bạn ơi, quá thơm rồi các bạn ơi. Cuối cùng thấy cả bốn con là chết rồi đó. À, mà thấy con nó cua quá thơm các bạn ơi, thơm như mít chín. Đây thành quả của mình đây, 20 mấy con nha các bạn, cũng chưa rồi, thôi mình cũng kết thúc clip đây luôn, đi về các bạn ơi. Đó quá đã đen nâu sành nha các bạn, nè. Đen nâu sành cứng lòng luôn nha các bạn ơi, quá đã quá dễ ăn các bạn. Công ty thủy sản thép dầu khí Việt Nam nha, chỗ cái vườn này nè các bạn, vườn này nè các bạn, nào có đi đánh cua mồi á, xuống đây đánh cái bầy cua mồi nha các bạn. Con cua mồi, con cua này con thổ nha, gáy tiếng lớn hay lắm các bạn ơi, tắt mai gáy tiếng lớn hay lắm nha các bạn. Ở đây có con thổ nha, thổ nó gáy hay dữ lắm, hay đó các bạn coi ở đây là đó đó, cái cửa này, cái cửa của dầu khí các bạn Việt Nam á đó. Đó các bạn vô cái giường này nè, các bạn qua cái giường này nè các bạn, đánh con thổ ở trong cái giường này nha, con thổ dữ lắm, là nó gáy lớn nha các bạn, hay lắm. Các bạn nào có đi nha Gò Công đám đó tới trời, quẹo xuống đây rồi ok, kết thúc clip đây luôn các bạn ơi. Nếu bạn xem clip mình, cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ cho các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình có cái clip dạng quan giả các bạn ơi. Các bạn ủng hộ mình nha, để mình có cái động lực các bạn ơi. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nha.